Trúc Mẫu Hậu, người đàn bà quyền lực, quen biết Má Tư Quốc Thanh và nghệ sĩ Vũ Linh. Thời gian gần đây, Má Tư Quốc Thanh đã từng hé lộ về thân phận thật của Hồng Loan trong câu chuyện, cũng có kể về hai nhân vật cô Sáu và chú Bảy đã phá biết bao nhiêu tài sản của anh ruột. Thời đó, nghệ sĩ Vũ Linh đã phải bỏ ra 200 triệu để trả nợ cho em. Số tiền vào thời năm 1990, đâu có nhỏ, số tiền đó có thể đủ mua 5 căn nhà và hơn 1.000 lượng vàng. Hỏi sao bây giờ, nghe về quá khứ của hai người em này, thì khán giả vô cùng bức xúc mà bên phía hai người em đó vẫn không hề tỉnh ngộ cứ cho rằng làm anh thì phải có trách nhiệm lo lắng cho em út vì máu mủ ruột thịt mà chứ đâu phải ai kia là ruột thừa của anh năm thời kỳ đó chú bảy vì ăn chơi đã từng mượn xã hội đen má tư quốc thanh đã nghe một người chị kể lại nói là kêu anh linh trả nợ dùng cho thằng tiểu linh đi chứ không xã hội đen đòi cắt lưỡi nó đó và má đã có một cuộc dàn xếp giữa rút mẫu hậu và đàn em Bà đã khuyên đàn em bỏ qua cho chú Bảy, nhờ vậy mà chú Bảy mới giữ toàn mạng sống cho đến bây giờ. Vậy nhân vật Trúc Mẫu Hậu là ai mà lại rất nể má Tư Quốc Thanh và nghệ sĩ Vũ Linh? Hãy nghe câu chuyện về số má của bà Trùm này, cuộc đời kết thúc bi thảm của bà Trùm với ông Trùng Nam Cam. Phạm nhân Phan Thị Trúc, tức Trúc Mẫu Hậu, đã tử vong vào sáng ngày 16 tháng 8 năm 2012, ước mơ vượt qua bệnh tật. Để trở về với gia đình, để con cái khỏi thêm một lần mang tiếng có người thân chết trong tù và nương nhờ cửu Phật của người đàn bà quyền lực đứng sau ông Trùm Nam Cam đã không thành. Sáng ngày 16 tháng 8 năm 2012, phạm nhân Phan Thị Trúc, tức là Trúc Mẫu Hậu, vợ của ông Trùm xã hội đen Nam Cam đã tử vong tại trại giam Xuân Lộc của tỉnh Đồng Nai vì lý do sức khỏe đám tang của người đàn bà đứng sau ông trùng nam cam từ một thời khuynh đảo giới giang hồ sài gòn đã kết thúc được nhiều ngày và dư luận cũng đã mong mỏi rằng những sóng gió trắc trở mà mấy mươi năm ập xuống gia đình của bà cũng từ đây tan biến vào cõi hư vô việc đưa quan tài bà rút từ trại giam sơn lộc đồng nai về chùa phước an đã làm xôn xao cả khu phố nhỏ đầu con đường nhỏ dẫn vào ngôi chùa người dân đứng bàn tán về người đàn bà đã từng có quyền lực nhất trong thế giới ngầm của Sài Gòn những năm 1990 của thế kỷ trước, quan tài đã được đặt tại sảnh hông của chùa Phước An, nơi Ni Cô Diệu Quang đang tu hành. Khoảng sân nhỏ phía trước chùa được dựng đạp cây, khoảng 4 năm bộ bàn ghế để cho con cháu trong nhà tiếp khách, viếng thăm. Một số Phật tử cũng bận rộn, chuẩn bị cơm chay để phục vụ cho tan sự, bà Trúc và trùm xã hội đen Trương Văn Cam, tức Nam Cam. Đã kết hôn với nhau, tự thở còn tay trắng, Nam Cam nổi danh và đạt được vị thế của một ông vua trong thế giới ngầm, một phần cũng đã nhờ vào sự tính toán quản lý của bà Trúc, ngôi hậu mà giới giang hồ phong cho bà này đã phần nào nổi lên quyền lực của người đứng sau lưng Nam Cam vào thời Hoàng Kim của Nam Cam. Dựa vào thế giới của chồng là một trùm xã hội, Nam Cam, tức bà Trúc đã đứng ra cho dai với mức lãi cực khủng, lúc đầu bà trùm tính lãi chỉ 20% một tháng cao gấp 10 lần lãi suất của ngân hàng nhưng sau đó đã tăng lên 30 đến 60% mà các con nợ vẫn phải chấp nhận vì ông chồng muốn thế, thời gian chung sống và rút biết việc làm phi pháp của chồng như tổ chức đánh bạc, bảo kê nhà hàng để có thu nhập bất chính nuôi gia đình và bản thân năm 1995 khi Nam Cam bị bắt và Trúc đã gom một số tiền rất lớn, khoảng 1 tỷ đồng. Rồi cùng với con rể là Dương Ngọc Hiệp, tức Hiệp Phò Mã, ra Hà Nội đưa cho ông Thuyết để chạy án cho ông Trùng, sớm được tha, không bị truy tố trước pháp luật. Đến khi Nam Cam và đồng bọn xa lưới, Phan Thị Trúc cũng đã bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 20 năm tù về các tội đưa hối lộ, cho giai nặng lãi và che giấu tội phạm là rút mẫu hậu nhưng cái kết không có hậu rút mẫu hậu thấy có con mình cũng bị ảnh hưởng về những sai lầm của bố mẹ lương tâm của người mẹ đã khiến cho rút mẫu hậu ngày đêm không thể ăn ngon ngủ yên năm cam chết đi rút mẫu hậu người có quyền lực thứ hai chỉ sau ông trùm cũng phải thi hành án 20 năm tù tại trại giam xuân lộc các con đứa đi tù người đi tù cuộc sống của gia đình của năm cam đã phải trải qua không ít sóng gió rút mẫu hậu trong thời gian thụ án tại trại giam xuân lộc lúc nào cũng ốm yếu khổ sở với đủ các thứ bệnh hành hạ trong người cả gia tộc Nam Cam phải đền tội trước pháp luật. Có những ngày tháng thụ án tại trại giam, trúc mẫu hậu nghĩ về cuộc đời và sám hối tội lỗi, biết thế nào là giá trị của sự bình an. Những ngày đầu mới đến, trúc mẫu hậu sống trong tâm trạng hoảng loạn, tuyệt vọng và ta thường xuyên khóc lóc vật vã khi nghĩ đến những sóng gió của gia đình mình. Nhưng sau một thời gian động viên, quan tâm của cán bộ trại giam cũng như sự giúp đỡ của các phạm nhân khác, trúc mẫu hậu đã dần lấy lại được thăng bằng và ta sống tốt và sống hòa đồng với các phạm nhân khác. Mỗi lần con cái lên thăm, có nhiều đồ ăn thức uống trúc mẫu hậu đều chia sẻ bớt cho các phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn nên được mọi người yêu quý những ấn tượng của phạm nhân trong trại giam về trúc mẫu hậu vợ của đồng giang hồ Nam cam đã dần dần không còn rõ nét trong suy nghĩ của phạm nhân ở trại giam sương lộc lúc đó chưa bị bắt trúc mẫu hậu chỉ có vài ba thứ bệnh lạc vặt nhưng thủ án tại trại giam trúc mẫu hậu đã mắc đủ thứ bệnh như tiểu đường suy si nhược suy si tim đau phổi đường ruột và thường xuyên đau mắt càng ngày càng mờ lục. Nguyên nhân là do có những sóng gió và những biến cố lớn trong gia đình đã khiến cho Trúc Mẫu Hậu lao tâm khẩu tứ hoàn toàn suy si sụp rồi đánh mất sức khỏe một cách nhanh chóng. Do sức khỏe ốm yếu lại tuổi đã cao nên theo chính sách của đảng và nhà nước, Trúc Mẫu Hậu đã được ban giám thị trại giam tạo điều kiện cho sống trong một căn phòng nhỏ cùng với hai phạm nhân khác cùng cảnh ngộ bệnh tật như nhau. Trúc Mẫu Hậu không phải lao động hay tham gia các hoạt động của các trại mà chỉ tập trung vào việc uống thuốc và điều trị bệnh để tránh suy si giảm sức khỏe. Trúc Mẫu Hậu những năm cuối đời ốm yếu đến việc tự chăm lo vệ sinh cá nhân cũng trở nên khó khăn. Dù được ban giám thị trại giam tạo điều kiện cho cải tạo và chữa bệnh nhưng tình hình sức khỏe của Trúc Mẫu Hậu ngày càng xa suốt. Và sáng ngày 16 tháng 8 năm 2012 phạm nhân Trúc Mẫu Hậu đã bất ngờ tử vong tại trại giam Sơn Lộc. Sư cô Diệu Quang người được Trúc Mẫu Hậu nhắc đến nhiều nhất về tâm nguyện sẽ cùng con gái đi tu khi mãn hạn tù, đã tới nhận thi hài bà về chùa Phước An, nằm trên đường Tôn Đảng, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh để an táng kết thúc cuộc đời của người đàn bà có thế lực thứ hai đã từng làm khuynh đảo thế giới ngầm Sài Gòn trong một thời gian sư cô Diệu Quang mầm thiện mọc lên từ giống ác sư cô dị quan tên thật là tư ánh là con gái của nam cam và trúc mẫu hậu từ nhỏ đã hiền lành ngây ngô nhất hồi còn bé sư cô cũng như bao đứa trẻ bình thường cũng thích vui đùa nghịch ngộm và đôi khi có thể làm bố mẹ bận lòng về những trò nghịch phá của mình thế nhưng càng lớn tính cách của sư cô càng hiền lành kín đáo và cô thường trầm ngâm không biểu lộ tình cảm của mình và e ngại giao tiếp với xã hội bông chen bên ngoài rút mẫu hậu dù là mẹ nhưng lúc đó luôn cảm thấy lo lắng vì phát hiện ra con của mình có điều gì đó rất khác so với những đứa trẻ bằng tuổi sau đó thiên hướng của tư ánh đã bắt đầu bộc lộ ngày một rõ rệt tư ánh đã biết theo người ta lên chùa từ những lúc năm bảy tám tuổi cứ đi học xong ở trường thì về nhà tư ánh lại lên chùa giúp đỡ cho các nhà sư và ngồi nghe giảng kinh phật đôi khi tư ánh lên đó chỉ để ngồi ngắm nhìn và cảm nhận khung cảnh tĩnh mịch và yên bình trong chùa tư ánh không còn chơi với những đứa trẻ cùng tuổi nữa mà thường chìm trong những ưu tư trầm mặc không ai hiểu được ngay từ lúc đó vợ chồng nam cam đã bắt đầu lo lắng mỗi lần tư ánh đuôi chùa về nam cam đều mắng và tìm mọi cách hạn chế con gái vì đứa trẻ lên tám thì chưa cần hướng thiện như thế nhưng sự ngăn cản của vợ chồng ông tức nam cam không ngăn được ý chí của đứa con gái đã hướng tâm theo phật và năm lên 9 tuổi tư ánh xin phép xuất gia đi tu và lấy pháp danh là diệu quang nam cam giận lắm cấm cửa con gái nhưng sư cô diệu quang vẫn không thay đổi ý định hai năm sau sư cô ăn cơm chay niệm phật và chính thức đi tu bên ngoài cổng chùa là cuộc sống ồn ào người đời gọi cha sư cô diệu quang là ông trùm, mẹ cô là mẫu hậu nhưng bên trong cánh cổng chùa tiếng mỏ tiếng chuông và kinh phật đã làm cho tấm lòng của sư cô dự quan nhân từ và đức độ hơn sư cô dự quan thuyết phục cha hỗ trợ tiền học phí để nuôi bảy người bạn của cô học hết chương trình đại học sau rất nhiều cố gắng nỗ lực tu luyện sư cô dự quan đã được học ở học viện phật giáo bên trung quốc ngài nhận được tin nam cam bị bắt sư cô dự quan từ trung quốc trở về làm chỗ dựa tinh thần cho cả gia đình mỗi lần lên thăm sư cô dự quan đều căn dặn đủ điều bảo mẹ đừng nối tiếc điều gì nữa nếu trong trại giam có phạm nhân nào không có đồ ăn thức uống thì hãy chia bớt cho họ để tích đức về sau lúc bảo hậu bảo má làm đúng y như vậy hàng tháng má ăn chay vào ngày rằm và ngày mùng 1 để gột rửa tội lỗi và sai lầm của mình trong quá khứ điều mong muốn duy nhất của má bây giờ là một ngày nào đó có cơ hội ra khỏi nơi đây má sẽ theo con lên chùa quy y của phật để được thanh thản cuối đời để cái tâm mình được gột rửa để những sóng gió giông bão sẽ qua đi và vĩnh viễn ở lại phía sau ngày năm cam bị tuyên án tử hình nhiều người vẫn không thể quên hình ảnh sư cô dị quan khóc nứt. phía bên ngoài phiên tòa ai cũng cám cảnh và thương cảm cho người con gái hiền lành của năm cam sớm đã gửi thân nơi cửa phật xa lánh bụi trần mà vẫn phải chịu những sóng gió của gia đình tại trại giam kể về người con gái đã xuất gia của mình lúc mẫu hậu ướt nước mắt bà gọi cô con gái đã đi tu của mình là sư cô chứ không gọi là con vì người đã xuất gia là người đã không còn thờ cha mẹ chỉ còn thờ phật bà bảo ở trong nhà bà thương sư cô nhất bởi sư cô là người chịu nhiều tổn thương nhất trong bi kịch của gia đình dù khi năm gam còn sống trúc mậu hậu đã từng làm mưa làm gió khiến bao nhiêu người khổ sở khiếp hại nhưng ở vị trí của một người mẹ bà vẫn hiền diệu và yêu thương các con vẫn đau đáu mong mỏi các con có được cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Cho nên khi thấy các con mình cũng bị ảnh hưởng bởi những sai lầm của bố mẹ, lương tâm của mẹ đã khiến cho Trúc Mẫu Hậu ngày đêm không thể ăn ngon, ngủ yên. Vì vậy, sư cô Diệu Quang có lẽ là hạt giống ít ỏi nhất trong những người con của Nam Cam và Trúc Mẫu Hậu không nhúng chàm, tội ác. Có lẽ cuộc đời của ông Trùng Nam Cam và người đàn bà quyền lực Trúc Mẫu Hậu tuy đã làm nhiều việc ác nhưng vẫn còn sư cô Diệu Quang ngày ngày tụng kinh, niệm Phật làm những điều đức độ để phần nào sẽ chuộc lại được tội ác lỗi lầm mà trước kia hai tấn sinh thành đã gây ra